Ủy ban nhân dân quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, beer club, vũ trường hoạt động riêng lẻ và các nhà hàng khách sạn có kinh doanh các loại hình dịch vụ trên ngừng hoạt động từ 18 giờ ngày 15 tháng 3. Việc ngừng hoạt động các dịch vụ này được tiến hành cho đến khi có chỉ đạo mới của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Động thái này được thực hiện theo Ủy ban nhân dân quận Nhất là căn cứ theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng và hai chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Quận Nhất là nơi có dân số đông, nhiều cơ sở lưu trú du lịch tập trung, mỗi ngày có khoảng 3.000 người tạm trú, trong tháng 2 lên đến 183.000 người.